lỗi gì đó từ khi bắt vé về sau mới được đi tiếp. Xin lỗi đến quý anh là năm và hai đã là người tốt. Chúng tôi so sánh những thiên nhiên yếu kém hơn cho dù không mắc lỗi, yếu kém hơn những thiên nhiên cũng được đi bằng rất hạn. Xin quý anh là người đáng vòng rồi, đáng vòng rồi. Một vòng mấy mà. Lượt top 20 đầu tiên 2 phút đã trôi qua. Nhúc nhích là được người ơi. Nhúc nhích là được hả? Đó. Vâng, vâng, chắc đi. Chết rồi chứ. Tập trung cùng luôn đó, thời gian ba phút đã trôi qua. Mà mình nấu ok, nó nhanh rồi. Cũng xem được anh em. Và thời gian lượt top 20 đầu tiên hết giờ. Xin mời quay thẳng đưa đánh về phía trước. Thấy 80 công anh mà ta. Hả? Thấy 80 công anh mà. Rồi, vô rồi. Vô lên đường rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Tập tập xin lên đây cho bỏ bỏ cái quay lên đây đi. Để lại giá nó đấy. Vô cho em.
Cần xin kính hiểu lắng cáo ạ. Cần xin kính hiểu lắng cáo ạ. Lượt top 20 thứ hai bắt đầu. Chúng ta có từ 3 tới 5 phút. Chè bát được đó, chè luôn. Đó. Mày. Này bạn làm được gì? Con lông hò ta. Đánh ok không ạ? Không em lấy xe. Dạ. Nó đánh ok. Ok Dũng. Lượt top 20 tiếp theo 2 phút và tương lai. Gặp mà chú gì? Cầm cánh vậy mà sao ấy? Kêu con số 8 sao mà ấy được? Găm cánh bọc. Đó. Đó. Rồi vô. Và thời gian 3 phút của lượt top 20 thứ hai đã trôi qua. Xin mời quý vị. Không bảy bảy năm mà. Không cắt mình nó không cắt. Không cắt mình nó không cắt. Đấy à? Giám Tàu Huy và giám Khả Nguyên không xấu đàn mặt chậm nhiệt đấu 11 chậm nhiệt đấu
đấu không đều nước, 7-9 trận nhiệt đấu, đấu không đều nước. Dám thật tiếng và dám thật thắng, 6-8 đấu yếu trận nhiệt, 3-8 ăn uống nhiều lần trận nhiệt đấu. Đủ mấy số tay số ấy ta. Bố đốc cắn áo trùng trận nhiệt đấu yếu. Xin chúc mừng một chút chúc mừng. Chúng ta chứ không có nào luôn răng giống như ăn chơi. Không có chơi rồi. Để không có ăn đâu. Vì những cái đêm chăm sóc như mình không đưa đi ra đoàn sản phẩm, ta sẽ chăm sóc trong sản phẩm đâu. Và xin mời các bạn cho đội tài quá tuyệt lớn. Nếu chỉ bằng những cái đêm này chúng ta đưa đi ra sản phẩm. Chúng ta sẽ chăm sóc trong khu vực nữa, không được chúng ta hỏi. Chúng ta được lời chúng ta được chương trình vào sản phẩm. Và chúng ta sẽ xuống đường. Số mấy anh em? Bóc cỡ số 7 thôi được rồi, đừng bóc nhiều quá. Chúng ta sẽ bóc số lượng tiếp quá rồi. Chúng ta sẽ đưa 5, mỗi nhà 5 lần. Đây là vòng đấu rất mời cảm ơn theo dõi chúng mình con người hiện tại chúng ta sẽ đi ra một tiếp sân đó. Những cái kim dặn phong cách là những cái kim phải vào chung kết. Ở đây người đánh ba phải hết sức lưu ý để đó. Top 10 đấu trường là 1.7 sau Mai Xuân vé 1 bù giải 5 triệu gồm chim 070
029105 007 035 067 020 083 092 và một chú chim lồng cổ. Anh em nhắc đây, cài gì nữa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem về những chú chim chúng ta sẽ bắt đầu nha. Bây giờ rất là đầy nước. Ok, đây là 10 chú chim xuất sắc nhất. Rồi chú chim 035 đang chế. 035 với 007. Chúng ta sẽ có 30 giây ổn định, 30 giây bắt đầu. Thấy là 035 là một chú chim rất là đẳng cấp. Nếu như không nhầm là cá lốt à? Dạ, đúng rồi. Đây, nếu đây là chú chim cá lốt vừa đặt chúng ta thì chúng ta ưu tiên 070 và 029 chúng ta vào trước. Về chú chim 165. Dạ dạ đúng rồi anh em ơi. 007 thì chơi rất đẹp, đây là chú chim dị bạch rất là số má. Ok, toàn là những chú chim tuyệt vời thôi. Ok, những chú chim đang rất đều. 30 giây ổn định chim đấy, xin mời chúng ta làm việc vòng chọn top 10 người thứ nhất bắt đầu. Ok, chúng ta xem thử những chú chim bây giờ chỉ cần chậm chậm nhịp một chút xíu là chúng ta sẽ chia tay. Ok, hé bọc đang rất đều. Ok, chúng ta xem thử nha. Đó, chậm nhịp một chút xíu thôi là thua. Mấy bọc người hả? Chậm nhịp là thua. Tầm 3 đi luôn rồi, tầm 3 đi. Đấy. Anh em mình đang chúng ta theo dõi chú chim 070. Con này đi luôn nè. Chim 083 và chim 092. Những chú chim chúng tôi nhắc nhở không có đồng nghĩa là chú chim đó phải dừng chơi. Ok. Có giải phong cách đang chú chim 007. Con này được rồi, đi rồi. 007 với 035 đang trong phong cách. Cùng dõi hai chú chim. Xin chúc mừng chú chim 070, chú chim này lơi mặt ra ngồi. 092. Không thứ hai. Ok, 092 chậm nhịp. Rồi. Ok. Chúng tôi sẽ so sánh hai chú chim 083 và 092. Hai chú chim nào chậm nhịp chúng tôi sẽ dừng cuộc chơi. Ok, rồi Dũng Long đi rồi. Và xin chúc mừng chú chim 083, chú chim này đi ra ngồi. Chúc mừng này nha. Rồi, hai chú chim 83. Và chúng tôi sẽ đưa chú chim 029 vào sát với chú chim 020. Không 29 đã. 029 đã 92. 029. 029 vào đây. Ok, đang rất là căng thẳng. Ok. Chúng ta thấy là nếu mà giảm khoảng cách thì chắc là chú chim 007 sẽ nhận. 007 là chim bạch đang chờ rất đẹp. Cùng cánh xòe. 15 giây ổn định tiền. 15 giây ổn định. Và vòng thứ đấu thứ nhất chú chim 035 đang giảm khoảng cách. 035 đang giảm khoảng cách. 007. Ok. 035 là phong cách anh em ơi. 15 giây đã hết, xin mời lượt chọn top 10 thứ hai bắt đầu. Rồi. Được, vòng tiếp. Rồi xong. Chúc mừng thứ hai đi, đập mặt luôn rồi. Chúc hạ. Xin chúc mừng chú chim 092, chú chim này đã đập mặt vào đây. Chú chim nào dù sáng ra lỗi nhẹ đập mặt chúng tôi sẽ đi được chú chim đó. Đây nữa. Rồi. Chú chim nào chậm là sẽ thua. Chúng ta thấy là 35 năm đứng đầu với phong cách, nhưng mà chú chim 007 cũng rất là tuyệt vời. Đây là hai chú chim của anh Tiên Lê. Anh em thì chắc phải gọi chú chim 105. 105. Đúng rồi. 105 chính xác, chính xác. Chậm chậm chậm. 105 thì cặp cánh rất đều. Nó cũng là có cơ hội cho chúng ta. Chỉ được cái này. Rồi chú chim 044. Chú chim này ở giữa nhưng thái độ đấu chậm hơn. 044. 044. Đó chị Minh Lan. Chú chim này là chú chim 029 quay ra ngoài, bay vào trong lại rồi. Ok rồi, 67 đang rất đều rồi, rồ luôn, rồ luôn. Ok, 035 và 007 đang giật nhau. Chim nó đang bay vậy là phong cách. Đây là phong cách chim lên luôn. Đâu bốn nó im chỗ. 29 ra vô, ra vô 29 xong được. Chúng ta đang theo dõi ba chú chim 1, 2, 5, 0, 4, 4 và 029. Ba chú chim này nếu chú chim nào chậm nhịp hơn chú chim đó phải dừng cuộc chơi đó. Bảo ok. Chú chim 029 đã bạc mặt ra lần thứ hai, chúng tôi sẽ chú chim 029 đi ra ngoài, chúng tôi sẽ dừng cuộc chơi chim này. 92 chú nè. 92 rồi. Gì con? Chạy con? Chạy con? Chạy con? Chú chim 044. Nhưng chú chim này thái độ thế đâu? Quá kém. 044 quá kém. 0105. Rồi yeah. 029, 044. Yeah. Vô. Đủ 3 con 1 dãy nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. 3 con 1 dãy nữa. 3 con 1 dãy nữa. Bây giờ
Alo. Rồi, rồi bây giờ chúng ta xem thử. Toàn là những chiến binh. Đó. Sao đâu. Gãy rồi. Dạ. Còn ba con anh, còn ba 2935 không phải. Ba con ok. Ba chú chim 2935 mà 07 đều của anh Minh Lê. Còn lại là 105 của chú Dũng. Còn nông thôn. 020 thì không biết, hình như 67 là của em nhắn. Rồi rồi, đợi chút. 67 là rút view không? Không, em phải né ra này. Chúng ta thành công. Rồi, chúng ta xem thử. 15 giây ổn định chim. 15 giây ổn định chim bắt đầu. Đây là vòng rất nhạy cảm anh em nhắn tin. Quá tuyệt vời, 35 quá đỉnh. 35 là chú chim cắt lốt nha. Mới đặt giải nhì Osaka. Và vòng này chú chim 035 chú chim này vẫn đang dẫn phong cách. Vẫn dẫn đầu phong cách. 35 là chú chim 35 nha. Vòng cuối cùng 035 đó, bắt đầu. Chim đặt giải ô tô vừa rồi. Đây vòng rất nhạy cảm anh em nhắn tin. Phong cách nha. Theo dõi những cái chim của mình đó. Không chỉ một phút còn lại, chúng ta sẽ không thấy được đội chim gì bạch của anh lên nha. 029 cũng vậy nha. 020 nó đều 067 u bung cánh nha. Lên này nó xấu chim đi chứ. 105 thì hơi chậm nhưng mà cặp cánh nó cứu nha. Ok. 020 hơi yếu. Ở đây mình đang theo dõi cái chim. Rồi. 105 cái chim này đã dừng cuộc chơi. Ồ rất tiếc. Chim này đã xỉa lông bùng. Xỉa lông. Rồi 020 có khi thua. Anh em người nhắn chúng ta theo dõi thật kỹ cái chim 020. 020 chắc cũng được. 67 số chim của Lê Trang nha. 67 ok. Chúng tôi sẽ cho cái chim 020. Nếu cái chim này đi ra ngoài một lần nữa chúng tôi sẽ dừng cuộc chơi. 020 cũng đang rất là chậm nha. 020 xin chúc mừng cái chim. Vòng chung kết giờ có lẽ của anh Vinh Lê. BC 3 xe anh em ơi. Quá đỉnh nha anh chị ạ. Quá đỉnh. Ba xe ba xe nha cô. Ba xe rồi cô ơi. 035 là chim đi cắt lốt nha anh chị, dẫn đầu vào phong cách nha. Giải thi nghiệm coi. 35 là giải phong cách nha. 35 là cắt lốt nha. 007 là 29 là lốt. Ba xe anh em ơi. Vẫn đang dẫn phong cách. Ba chú chim này đã dẫn phong cách. Ba vòng liên tiếp. Chú chim này đã đạt giải phong cách. Xin chúc mừng chú chim 035. 35 ăn chúng ăn phong cách đây. 10 giây ổn định chim. 10 giây. Con 29 là con. Cái lốt đang phong cách anh em ơi. Dạ. Ba con lấy xe rồi cô ơi. 4 xe lấy 3 xe rồi. Bây giờ còn một con là 67. 67 là con. 10 giây đã xong. Vòng 67 là con đuổi nha. 67 là con đuổi chúng tôi sẽ chấm trong vòng 3 phút. Và chúng tôi sẽ từ điểm những cái tim tu chụp lên ngang chậm dòng. Xuống bố ra dòng máy. Ok, chúng ta xem thử nha. 3 chú chim bay yêu cầu là 67. Giám bộ, thái độ và dòng. Rồi, ok, 67 cũng đang rất là bén nha. Nếu những cái tim nào thái độ lên ngang nhau, chúng tôi sẽ so dòng. Rồi, ok, 67 hơn ngoài. Ok, 29 bánh. 029 con chết rồi nha. Con này gặp một cái là nhất mẹ rồi. Đà Lạt nha. Đó, bảo không là cắt lốt nha. Con 07 là con đó. Những gì rồi. Những gì ba luôn rồi. Ồ, bung. Giáp, giáp, giáp. Ồ, những gì luôn. Không, 07 là lớn. Ta không làm mất được để tập tài, chúng ta làm việc tâm tâm. Ok. Rồi, ok, đang rất là đều nha. Đang đều nhất mẹ rồi, cậu xem thử nha. Con 035 đang rất đều. Không gàng gì. Ok. Bắn đuôi. Ồ rồi xong. Rồi vô. Ê vô vô đây ăn phong cách luôn luôn rồi. Yes, yes. Ok. Số 7 lúc đầu vô rồi. 67 đang lên lại nha. 67 đang lên lại nha các anh chị. Ok, 67 đang lên lại. À, múa luôn rồi. Ồ, bắt điểm múa rồi. Không khéo là 67 chịu giật nha. Đấu này những cái chim múa máy chúng tôi sẽ trừ điểm những cái chim đó. Đúng rồi, ok. Chết rồi, đang rất đều nha. 29 đấy. Ok. 67 đang nước bùng nước lên. 007. Dạ chú ba con luôn cô ơi. Chạy chạy gót chạy. 067 với lại 007 đang giành nhau nha. Dừng lên đó, dừng lên đó, dừng lên.
dừng lên, đúng rồi, đó. Không 35 là quay trở lại lấy dừng lên đó. Vô. Phải diễn ra được 2 phút. Lên con. Đang rất đều. Ok. Đó, đúng rồi. Đang rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Chưa quen đó. Nhìn thì vui lắm mà. Ok, 6-7. Rồi. Đang đều. Quá 35 lần. Rồi rồi. Rất là căng thẳng. 35 lần rồi. Chú chim đó. Chạy luôn. Chú chim chạy thứ 1 con. Mới bung cánh lên. Chúng ta còn 30 giây. Còn 30 giây nữa các anh chị. Xem thử con nào nhất nhá. Ok. 35 nhất nếu được. Cơ hội 35 thì bị trừ nữa rồi. Điểm múa rồi. 6-7 đang dễ dần. Con 07. Gì? Con 29 toàn bám bung cánh đều nha. Nhưng mà lại không có lỏ. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bám bung cánh. Hết giờ. Dạ. Yeah. Có mặt anh. Lố lửa ơi, lố lửa. Con bố sao lâu rồi ta? Quay đi ơi, quay nữa. Quay giờ mà con quay mà, chúng ta chưa xong mà. Chúng ta đang làm việc mà. Đó, chúng ta đang hội ý nha bà con. Sáu bảy của anh đi Thanh ơi. Lâu người ta. Và bên đây tôi đã có 4 chiến binh đạt giải cao trong tiếng này. Và chúng tôi rất tiếc cái team không số 7. Cái team này thì đấu rất tốt. Khi cái team này có sự lông một lần. Bởi cái team này lơi ba gì? Nên cái team này phải 13 đổ rồi, nhân gì ba luôn. Áo xin chúc mừng nào cái team 035 cái team này có 4 máy. Nhưng cái team này giàu và cái độ rất tốt. Nên chúng tôi sẽ cho team này về giải nhất. Rồi, về xe nhân gì ba luôn anh em ơi. Không 029 và 007. Tổng thời gian thi đấu cho team 029 này cho team thuộc bao. Team này có